Isuzu, khách cọc 10 triệu hôm nay khách lên khách lấy nè. Đó, uy tín thì được toàn thể tất cả các cô chú anh chị tin tưởng, mà dù rất là nhiều cô chú anh chị nói chừng anh là bán lại đền cọc bán lại, nhưng mà em không làm như vậy. Đó là cái uy tín anh con trai cọc 10 triệu cho em, anh trai dưới Vũng Tàu đây, đi xe Thành Bưởi lên cho anh đón đây tới tận salon đây. Đó, xe anh trai đã trải nghiệm thực tế so với cái clip này. Anh trai đây là cô chú anh chị. Anh trai thấy cái xe bên Trần Anh, anh trai thấy bán cho anh trai 95 triệu, anh trai thấy thế nào? Nói chung là sử dụng tốt, nói chung là qua xem clip là lên là đúng thật sự là như vậy. Đúng vậy không? Đúng vậy. Đó, anh chị bán có 95 á, đúng ra Trần Anh bán 100, nhưng mà thấy anh trai nhiệt tình cho anh bớt cho 5 triệu nữa, 95 triệu. Hôm nay là em bàn giao xe cho anh. Cái này là từ anh bớt nha, không phải em bớt đâu, mà em không xin bớt rồi đó. Ok, cái đó là từ Trần Anh bớt nha, chứ không phải là anh trai xin bớt đâu. Anh trai thì cũng trả đành về xe đâu, nhưng mà Trần Anh tả xe chuẩn cho anh trai 95 triệu Isuzu 204 số tự động. Bao anh chị đi tìm không có chiếc thứ hai. Xe này thì bên Trần Anh chỉ bao tranh chấp cho anh trai thôi. Em đã nói rất là rõ và rất là chi tiết rồi. Nội thất ở trong nè. Xe lắc chìa khóa cái nổ rồi. Người ta làm cái xe này 70 80 triệu rồi đó cô chú anh chị. Đó, đến giờ anh trai mua về anh trai chạy thôi. Mẫu này nếu mà rút được hồ sơ, Trần Anh hứa với cô chú anh chị 160 đến 170 nha. Không có giá 95 triệu cho bà con cô bác đâu. Quá rẻ luôn. Bốn cái vỏ mới tinh, nội thất đồng sơn phong dáng đẹp. Máy số thì giờ đây là bao lỗi rồi, vì người ta làm hết rồi, ba dàn lạnh, máy lạnh đang mở lạnh ngắt luôn nè cô chú anh chị. Ghế nội thất ở trong là đẹp chưa? Nè, phần tấm bi nè. Đó. Đó, giữ xe cho anh trai đó. Anh chị thấy không? Anh trai chốt 3-4 ngày nay rồi, rất là nhiều người kêu Trần Anh bán lại, sang lại, cắt lại, nhưng mà Trần Anh không bán. Tại vì cái uy tín Trần Anh mà, Trần Anh đã nhận cọc là Trần Anh giữ xe tới cùng, trừ khi anh trai không lấy thôi. Máy móc người ta làm hết rồi, chốt lắm. Dòng này phải sử dụng turbo điện tử toàn bộ nha cô chú anh chị. Đó, uy tín thì được toàn thể bà con tin tưởng. Xe nè, không một dấu tích đâm phai cũng được 95 triệu. Cô chú anh chị mua về chạy ở công trình, đi chở gia đình đi chơi rất là ok nha. Đó là em Nuvira đó. Được chưa? Nhớ mới chủ nhà vừa nay rồi. À ra mua và không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu. Xe chuẩn. Ta phong dáng đẹp không? Đúng rồi, xe này đi công trình là số 1 rồi. Xe Hải Phòng là 16H9228. Đó, tả xe cho anh trai cái chuẩn quá, trời rẻ quá. Quá rẻ luôn. Được chưa cô chú anh chị? Thôi xíu nữa cho anh làm giấy tờ để bàn giao xe cho anh trai đây. Anh trai anh cô không có đành về xe đâu, nhưng mà lên anh thấy cái chiếc xe đồng sơn nội thất là anh nói chung là anh chạy nước miếng rồi, chứ làm sao mà có thể sự lựa chọn thứ hai được, đúng không anh? Không có thể sự lựa chọn thứ hai được. 95 triệu thì nó bằng em Nuvira chứ, em này sản xuất 2004 2005 gì đó, 2004. Ok thôi, chờ anh kết thúc channel tại cái này nha, xíu nó bàn giao cho anh trai chạy về Vũng Tàu. Đi đường xe 5-600 cây bình thường bao luôn. Tại xe thì người ta mới làm máy xong, mới bảo dưỡng máy, ok hết luôn. Được chưa? Thôi Trần Anh khép lại chương trình tại đây này nha. Xíu nữa Trần Anh đang hàng loạt xe cho bà con cô bác cùng trải nghiệm. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc. See you and goodbye.